Thấy Quyền là một người kêu vượt khó, Quyền yêu cái nghề gì lắm, nhưng mà tại sao bỏ nghề đi qua bên Nhật mà thấy cuộc sống của Nhật nó như thế nào, nó có khác hẳn với cuộc sống của Việt Nam Khác hoàn toàn á, khác về nhiều thứ. Ví dụ như là em đang là có một công việc ổn định ở Việt Nam thì không phải là em nổi tiếng, nhưng mà các anh chị trong nghề cũng đánh giá một phần nào vào cái khả năng của em có chỗ rồi. đứng rồi. Đó là khán giả cũng đã công nhận em rồi, tự nhiên mình bỏ hết, mình qua một đất nước xa lạ, mình đơn độc một mình làm những công việc mà mình chưa bao giờ làm. Mà cái sự tài trợ của Quyền, gọi Quyền từ 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 thu chi hết hay là có một cái sự giúp đỡ nào? Dạ không, tự em hết. em Tự phải hết. em phải bán một cái căn chung cư Ủa à, cái số tiền mà khoảng bỏ mấy là gì? trăm triệu. Ồ. À, nhà em đâu có điều kiện để chăm đi, mà em cũng không, mình làm khó khăn cho gia đình thì mình tự lập được, mình tự quyết định thì mình đi. Rồi đi học, bởi là lấy tiền đâu sai. À, Không phải đi làm. em đi làm thêm. Làm thêm để làm cái gì? Sau 2 tuần em đã đi phỏng vấn, một cái quán ăn. Thì Có biết tiếng Nhật không? dạ không, mình phải biết tiếng Nhật ở một mức độ căn bản nào rồi, có cái bằng căn bản nhất người ta mới duyệt hồ sơ cho mình đi anh. Không biết một chữ nào thì không được duyệt đâu. Hèn chi tôi xin đi nước ngoài không ai cho tôi đi trơn rồi. Mà hơn á anh, tại vì nhờ mình á cũng có vốn liếng là diễn viên anh. Nghề diễn viên nó nói chung là diễn viên giúp mình rất nhiều đó anh. Mình đi ra nước ngoài khi họ biết mình như là diễn viên, họ cũng cảm thấy một cái sự đặc biệt từ em. Thì em đi phỏng vấn thì lúc đó bạn đó chưa có biết em, bạn quản lý ở cái quán đó nói chuyện thì em mới qua mà, và tiếng Nhật mình học với tiếng Nhật mà bản xứ của họ thì mình sẽ nghe khó lắm. Nhưng mà em đoán anh, em đoán muốn nói cái gì, điều lệ trong quán ăn làm sao, khi làm việc sao sao em hiểu hết anh. Em hiểu hết. Cái câu ví dụ cái câu 10 từ đây, thiệt sự nó nghe có 3 từ thôi. Đâu nói lại câu tiếng Nhật cơ. Asiteru. Asiteru. Asiteru là là I gì? love you. Thì sau đó em làm ở đó, rồi sau đó em làm thêm một việc nữa là em làm thu ngân á. Sau đó tiếng em rành hơn á thì em làm thu ngân ở siêu thị 24 giờ, thì ở đó nhàn hơn. Chung là em làm ở đâu cũng lâu á, cho đến ngày em về thì sếp vẫn còn quý em, bây giờ vẫn nhắn tin là khi nào qua có đi làm nữa không. Vẫn để chỗ cho em. Ồ, hay Dạ quá, hay quá. Rồi qua bển có tình yêu không? dạ không, trời ơi, Kỳ vậy, phải kiếm một chàng như samurai nào chứ. trời, số em lận đận. Không có lận đận đâu, tại Quyền khó khăn thôi. Chứ ở đây tôi biết nhiều người để ý Quyền lắm đó. Thôi nha. Thiệt. Diêu mang theo thuốc dạ dày chữa y. Cái không khí mùa lạnh ở bên đó lạnh lắm lạnh lắm anh, lạnh lắm. Là có cái mùa đỉnh đỉnh đông là tháng 2 bởi là đỉnh đông, thì có những buổi mà mình đi đi làm về á, đi làm khuya, làm thêm thì làm khuya, trời ơi lạnh. Những lúc đó mới là lúc cảm thấy là nhớ nhà cùng cực. Công việc rồi học hành rồi đi làm rồi trên tàu không có thấy, như trống vắng bằng cái khoảng thời gian mà em đi bộ từ ga về nhà trọ. Đó là cái khoảng thời gian mình cảm thấy cô đơn nhất, nó đơn độc mình, tại vì đường vắng, trên con đường mình đi khuya một mình. Tại sao mà Quyền lại trở về? Em ra đi cũng có lý do và trở về nó cũng có lý do. Lúc đi thì mẹ em khỏe, mẹ em đang khỏe, mẹ em tự ở một mình được. Và có một điều em yên tâm nữa là mẹ em ủng hộ thì em yên tâm em đi. Thì em đi thì cái lý do trở về là gia đình. Em quyết định trở về thì nó cũng day dứt và cũng nuối tiếc, có nuối tiếc một chút. Nhưng khi em quyết định rồi thì em thấy là cái quyết định của mình đúng. Em bỏ nhiều thứ để em đi, bỏ cả một căn hộ, bỏ cả công việc dang dở bị lãng quên trong nghề, nhưng mà em không tiếc nhiều tại vì mình đã lựa chọn. Nhưng mà khi trở về thì em cũng đánh mất cơ hội để mà sống lâu dài ở Nhật. Em đã có một cái dự định là mình sẽ có những cái con đường ở bên Nhật Bản, có những công việc. Nhưng rồi mẹ em đột quỵ một lần. À, hôm đó em đi làm về thì thường em gọi điện về, nhưng mà em cảm giác có một điều gì đó nhưng mà nhà em giấu. Thì sau khi mẹ em khỏe rồi mới báo em biết là mới đột quỵ xong. Thì lúc đó em có suy nghĩ là có nên về không, nhưng em nói thôi mẹ khỏe rồi không sao. Thì công việc cái việc của em đang dở dang như vậy, em bỏ tiền bạc ra thời gian như vậy, em bị ngăn lại, ngưng lại để quay về thì cũng có một cái sự mà suy nghĩ nhiều Đúng, đó thiệt thòi cho mình đó. vì kinh tế. Thì em mới nói là chắc không sao. Thì sau một thời gian nữa bắt đầu quen với nhịp sống bên đó, rồi quen với nhiều thứ, đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng về cuộc sống, khủng hoảng về văn hóa, thì mẹ em đột quỵ lần thứ hai. Em nghe tin lúc đó em lại mở một cái bài hát của một cái bạn mà không phải nổi tiếng, nhưng mà bạn hát cái bài mà về mẹ, cái con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ thơ, có câu đó. Cái
Em không muốn, em không muốn em quay về để nhìn thấy chỉ là một cái tấm hình. Em sẽ nghĩ là mấy chục năm trời em sống cho bản thân em. Em là diễn viên, em đi đây đi đó, em thích gì em sống cuộc đời như em muốn. Đồng ý là kinh tế thì em lo cho mẹ em, nhưng mà cái đó đâu có đủ đâu anh. Cái sự gần gũi, cái sự chăm sóc nó quan trọng. Thì em nói mấy chục năm trời, sao em ích kỷ, em đã sống cho bản thân mình rồi. Mẹ em đâu còn nhiều thời gian. Em quyết định đi về. Thời gian đầu em về em ở tháng thứ nhiều lắm. Thì lúc đó cũng có những lời mời để đi làm, nhưng mà em luôn từ chối. Sau thời gian thì mẹ khỏe bây giờ. Lúc em về thì mẹ yếu lắm anh, mẹ em yếu. Thì em chăm có lẽ là nhờ em về mẹ hơn, bắt đầu mẹ khỏe rồi. Bây giờ thì Quyền ở Sài Gòn hay là ở Phan Thiết? Em thật sự là em ở Phan Thiết nhiều hơn. Thì có việc thì mới vô đây. Dạ đúng rồi. Và em cũng xin lỗi, nhân đây thì em cũng xin lỗi những cái nhà sản xuất hay là những cái một số mời em mà những cái ví dụ đột xuất, hoặc là những việc mà em phải lựa chọn anh. Ví dụ như cái thời gian em xa mẹ em, để em vào em làm một cái việc nó có đáng cái khoản mà em bỏ mẹ em đó, nên em lựa chọn. Tôi hiểu. Đó, anh hiểu giùm em ha. Hiểu. Thành ra em cũng mong mọi người hiểu cái điều đó, là em phải lựa chọn và cân nhắc từng công việc để em ở Sài Gòn có đáng hay không. Đó là cái sự bỏ ra của mình. Bây giờ trở lại với nhà có khó khăn gì không Quyền? Dạ bây giờ thì em bắt đầu khởi động lại. Khởi động thì từng bước đó anh, từng bước, nhưng mà em thấy là nó chỉ là một sự kêu bằng mình bắt đầu chậm chậm để bắt nhịp. Chứ cũng không khó khăn gì nhiều. Tại vì thật sự trong những cái lần mà dịp hè, nghỉ hè em về em vẫn nhận show, em báo trước là em về. Thời điểm đó em luôn luôn nói là mình rất may mắn. Em có một trở ngại lớn nhất không may mắn là thi rớt trường sân khấu thôi. Còn sau đó là em được nhiều người thương yêu, tạo điều kiện cho em. Nói chung là em không bị gián đoạn nhiều. Khi em trở về em vẫn bắt nhịp được. Những người đạo diễn, những nhà sản xuất cũ vẫn kêu em làm. Bây giờ Quyền có nghĩ là mình sẽ có một cái người bạn đời không? Khi nào? Dạ, cái điều đó nó không nằm trong kế hoạch cuộc đời em. Thật sự từ đó giờ Quyền yêu bao nhiêu người rồi? Thật sự nếu mà nói về tình yêu đúng thiệt là em chỉ yêu một người là mối tình đầu của em. Giờ tới bây giờ luôn, người có gặp lại người ấy không? Vẫn nhìn thấy trên mạng xã hội nhưng mà đúng là không có duyên nữa. Em chưa bao giờ gặp lại ngoài đời. À, người đó có gia đình chưa? Dạ có rồi. Em thấy là mỗi cái bước đi của em á đều có những người thương yêu giúp đỡ. Thì em thấy em bằng lòng. Ngày xưa thì em rộn rã hơn, anh nhìn thấy. Nhưng mà từ lúc em đi Nhật về em thấy em trầm tính hơn. Trầm hơn. Dạ. Đẹp hơn. Dạ em cảm ơn. Sang hơn. Và nhìn mặt thì thấy là vô dai, thấy có chiều sâu. Nói chung mọi cái nó khác. Đúng cái vấn đề mà vô dai có chiều sâu lắm. Hồi đó thì em biết là em cũng có nhiều cơ hội có vai diễn rồi mà anh chị rồi dòng nhà, mấy nhà báo chí hay chuyên môn thì cũng đánh giá em. Nhưng mà khi mà chính mình mới cảm nhận được mình, em cảm bây giờ khi mà đọc được em cảm nó sâu sắc hơn. Em cảm cái nhân vật sâu hơn. Khi mà em đi về như vậy em vẫn có nhiều may mắn. Và tổ vẫn thương em, đồng nghiệp vẫn thương em, khán giả vẫn thương em. Vậy là hạnh phúc rồi. Dạ. Rồi giờ kế hoạch cho tương lai là sao? Dạ thì kế hoạch thì em vẫn là đi về giữa hai nơi, hai quê hương. Quê hương sinh ra em, có gia đình, một quê hương là tên tuổi. Dạ, quê hương cho em nghề nghiệp, cho em khán giả, cho em cuộc sống, cho em tiền bạc. Vậy thôi, vậy là chấp nhận cuộc sống vậy. Dạ. Không có thèm lấy chồng. Dạ. Nhưng mà khi mà chưa gặp được cái đối tượng, chưa gặp được cái người, thôi được rồi, để từ từ tôi làm mai cho. Không, thật sự em cũng không dám nói là em không muốn lấy chồng, mà em nghĩ là cái duyên nó đến lúc nào thì mình không biết. Nói chứ ai cũng có cái duyên. Dạ. Phải không? Cái duyên nó nhiều lúc nó tới mà mình không hay. Lúc ngày mai đến ập tới em. Mình không hay, không biết đâu, không có biết được đâu. Thôi cái gì cũng là duyên. Cho nên khi ngồi đây nói chuyện Quyền, đây cũng là một cái duyên. Dạ. Một cái duyên. Dạ. Cảm ơn Quyền dành một cái khoảng thời gian hết sức là quý báu đối với Quyền trong giai đoạn này. Ngồi kết nối nói chuyện để mà hiểu thêm về cô em gái chung nghề với tôi. Tôi cũng hay trêu chọc cô này, nhưng không bao giờ tôi làm cô ấy tổn thương về cái mặt nghề nghiệp. Tôi vui vẻ, tôi hòa đồng. Dạ. Quyền là một cái người diễn viên, phải nói là tôi dùng cái từ lận đận thì cũng chưa chính xác. Cô ấy là người
biết chọn cho mình một cái thời điểm. Dạ. Và mỗi thời điểm cô ấy quyết định thì rõ ràng nó có ý nghĩa. Và đây là lịch sử riêng của cô ấy. Nhưng đối với cá nhân tôi thấy rằng cô ấy là một người khá đặc biệt. Dạ. Khá đặc biệt đối với cái nghề này. Thời lượng của chương trình thì nó không còn nhiều. Dạ. À, Quyền đã dành thời gian để tham gia chương trình Người Kể Chuyện Đời. Thật sự đó là một cái sự quý giá đối với người thực hiện. Chúc Quyền mạnh giỏi và chúc cho gia đình Quyền hạnh phúc, riêng là mẹ Quyền luôn khỏe mạnh, để làm chi, để làm cái động lực cho Quyền làm công việc yêu thích của mình, đó là biểu diễn sân khấu nghệ thuật. Em cảm ơn anh Dân, xin cảm ơn chương trình Người Kể Chuyện Đời đã cho Huyền có cơ hội để mà trải lòng, để mà gần gũi với khán giả hơn và để chia sẻ nhiều điều về những suy nghĩ, cảm nhận của mình. Xin cảm ơn. Tôi là Đặng Hoàng Hương Giang. Em nghe được không? Đặng Hoàng gì chị? Đặng Hoàng Hương Giang. Em nghe được rõ không? Dạ em nghe được rõ chị ạ. Dạ. Ok, ok, bên này chị nghe rõ lắm. Dạ vâng, chị sinh năm nhiêu ạ? Và công việc là gì ạ? Ok. Chị sinh năm 1970. Dạ vâng ạ. À, công việc hiện tại của chị ạ? À, công việc hiện nay của chị là chị đang làm ở trong một cái nhà hàng Việt Nam ở Ba Lan. Làm ở nhà hàng Việt tại Ba Lan. Ok. À, chị Hương Giang có điểm mạnh, điểm yếu gì? Chị hả? Dạ. Điểm yếu trước nha. Dạ. Điểm yếu là... điểm yếu của chị đấy là thương người. Dạ, thương người. Nhiều thương người và thế nào nhỉ? Thế nói thế nào để cho em hiểu nhỉ? Thương người và nó đôi khi là sống nó tình cảm quá, ít có lý trí trong cuộc sống. Sống tình cảm nhiều hơn là bằng sống bằng lý trí. Thế vậy chị cảm thấy có như vậy là mình bị thiệt thòi hay sao ạ? Mình có phần thiệt thòi. Cái điều đấy thì chị không nghĩ là thiệt thòi, chị không nghĩ là chị bị thiệt thòi. Chỉ có điều là những cái điều đấy thì đôi khi là nó sẽ làm cho mình có một số những cái quyết định mà nó sẽ thế nào nhỉ? Nó sẽ có những cái quyết định mà người ta phải dùng đến lý trí nhiều hơn là dùng đến tình cảm thì nó sẽ sáng suốt hơn á. Nhưng mà đôi khi mình đi theo tình cảm, mình sống tình cảm quá thì cái tình cảm nó chi phối nhiều, nên là có những cái mà mình nhìn thấy, mình không nhìn thấy hết được những cái góc khuất của người khác. Mình chỉ nhìn thấy những cái điều tốt nhiều hơn, nên là đôi khi trong cuộc sống thì em biết đấy là nó không màu hồng như mình nghĩ. Thế nên là có những cái việc mà mình gặp phải những cái việc mà mình không ngờ đến và mình có những cái quyết định cho đến cái thời điểm này như trong cuộc sống của chị thì có thể nói là có những quyết định mà mình cũng đã phải cảm thấy là mình hối hận, vì lúc đấy mình đã không dùng lý trí để mình đánh giá sự việc, đánh giá con người mà mình dùng tình cảm nhiều hơn. Dạ vâng ạ. Dạ. À, và chị ơi, vậy thì trước giờ là chị từng kết hôn chưa? À, chị đã kết hôn, chị có hai cháu. Và chị ly hôn năm 2013 ở Việt Nam. 2013 là chị ly hôn. Ừ. Vậy thì bây giờ hai cháu là đang ở với mẹ hay ở với bố? À, không, hai cháu nhà chị ở Việt Nam, ở với chồng cũ của chị. À, hai chị sống với nhau là bao nhiêu lâu? Bọn chị sống với nhau được 13 năm. Cái lý do để mà mình tan rã là gì ạ? Lý do để mà chia tay nhau thì nó không phải vì chồng chị là một người xấu, không cờ bạc, không rượu chè, không gái gú. Nhưng mà trong cuộc sống thì chị phải là người đứng mũi chịu sào trong gia đình. Và có rất nhiều những cái điều mà trong cuộc sống gia đình vợ chồng thì nó, em hiểu là nó sẽ như cái giọt nước tràn ly, mỗi ngày nó một chút một chút một chút, và đến một cái thời điểm mà cái ly thì đã tràn rồi
thì tự nó vỡ. Còn theo chị thì chị bây giờ chị chỉ nghĩ là lý do lúc đấy là thôi hết duyên với nhau thì chia tay nhau thôi em, cho nó nhẹ. Nhưng mà là bắt những cái vấn đề mà chị phải đứng mũi chịu sào đấy á, là do phía người chồng gây ra. Thực ra cũng không phải là do anh ta gây ra, mà vấn đề là năng lực của mỗi người nó chỉ có hạn thôi. Và khi mà trong gia đình mà người phụ nữ, cái điều này mà sau này chị mới nhận ra là khi người phụ nữ tự tin quá và phải làm tất cả mọi việc ấy, thì nó cũng không tốt đâu em. Khi mà được tự chủ tất cả mọi thứ thì vô hình chung là cái vai trò trụ cột trong gia đình nó đã bị đảo ngược lại. Đó, nó đã bị đảo ngược lại. Và lúc đấy khi mà cuộc sống nó làm cho mình áp lực, mình quá mệt mỏi rồi, nó có rất quá rất 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 nhiều thứ ấy, thì một đến lúc nào đấy người ta không chịu đựng được nữa thì người ta phải buông thế. Dạ vâng, em hiểu rồi chị ạ. Dạ. Vậy là bây giờ là hai cháu thì đang ở Việt Nam. Các con chị ở Việt Nam. Dạ. Cháu lớn thì năm nay, cháu lớn năm nay là 23 tuổi, sắp học xong đại học rồi. Còn cháu cháu lớn là cháu là con trai, còn con thứ hai của chị là con gái, sinh năm 2004. Thì là năm nay cháu học xong cấp 3 mà hiện nay là cháu đang đi làm. Dạ vâng, chương trình của em thì quay ở Việt Nam á, thì không biết là chị nếu mà tìm được người phù hợp thì chị có bay về được không? Chị có thể về được nhưng mà tất nhiên là không thể nào mà ngay được á. Nếu như vậy thì bọn em có thể báo trước được. Và dự định của chị là cũng đến cuối năm nay, là khoảng tháng 11 hoặc tháng 12 chị sẽ về Việt Nam. Chị về phép. Vâng, tháng 11 hoặc tháng 12 đúng không? Nếu chị về, chị sẽ về khoảng tháng rưỡi. Chị sẽ ở Việt Nam khoảng 1 tháng rưỡi. Và chị ở Hà Nội. Là vâng, Hà Nội thì bay ở Sài Gòn, mình ghi hình Sài Gòn ấy, thì bay là Sài Gòn gần. Dạ. Là bây giờ chị mong muốn tìm một cái người như thế nào nhá? Với chị bây giờ thì chị muốn là, thứ nhất là cái muốn cái người đàn ông người ta đã có cái hoàn cảnh gia đình rõ ràng. Tức là một là người ta đã ly hôn, hai là người ta đang sống độc thân. Chị không muốn có cái người nào mà người ta đang gọi là ly thân hoặc là có những cái mối quan hệ gia đình nó phức tạp. Một điều nữa là ở tuổi này của chị rồi thì cũng muốn có một người là về mặt kinh tế là ổn định. Ổn định không không có nghĩa là phải bao bọc chị không dựa vào họ. Nhưng mà ít nhất là bây giờ tuổi này rồi, muốn tìm một người đồng cảm được với mình, để chia sẻ với nhau những vui buồn. Và người đấy thì phải sống với chị ấy. Bởi vì chị vẫn sống bằng tình cảm nhiều hơn, thế nên là chị muốn có một người có thể có cái những cái tế nhị ở trong cuộc sống, biết chia sẻ, biết thương yêu người khác, biết trân trọng người khác và chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Dạ vâng ạ. Đó. Dạ Còn rồi. về 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 ngoại hình á, thì bởi vì chị cao 1m63, thành ra là chị không có quá câu nệ về chuyện là cao hay thấp, nhưng mà đừng 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 xấu quá á. Là Đừng xấu quá. Và cái thứ hai nữa là em tránh cho chị người sinh năm 1963 nhé. vâng ạ. Tránh đời sinh năm 1963. Nếu mà người đó sinh năm 1963 thì em tốt nhất là em được sắp xếp để gặp chị, tuổi nào cũng được. Với chị có thể là trẻ hơn chị cũng không sao, bởi vì chị không câu nệ về mặt tuổi tác. Đừng có trẻ quá thôi, còn trẻ hơn chị khoảng 4 5 tuổi thì cũng không có vấn đề gì. Dạ vâng ạ. Vâng, em ghi chú ở trong này rồi thì chắc chắn là mình tránh được. Dạ không vấn đề. Dạ thế nếu mà anh ấy ở Việt Nam thì có vấn đề gì không chị? Hay là anh phải ở bên Không. Ba Lan? Không 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 cần, không cần. Với chị thì ở Việt Nam hay ở Ba Lan cũng không quan trọng, bởi vì nếu mà phù hợp thì có thể là chị sẽ về Việt Nam. Còn thật ra là nếu như người ta có điều kiện để sang đây thì là tốt, nhưng mà chị nghĩ là sẽ khó. Và chị cũng không xác định là ở lại Ba Lan lâu dài. Nên là nếu như mà có thể gặp được người tốt phù hợp với chị thì chị có thể về Việt Nam. Dạ rồi ạ. Bởi vì chị vẫn là quốc tịch Việt Nam, giấy tờ của chị vẫn là Việt Nam.
Dạ rồi. Dạ còn một cái điều thì chị mong muốn từ bạn trai đó không ạ? Tại em thấy chị Với nó cũng nhẹ nhàng ấy. Dạ. chị thì chị chỉ muốn là cái người bạn trai đấy là một người có bản lĩnh. Một người có bản lĩnh, một người nam tính. Đừng yếu ớt quá, đừng ủy mị quá. Em hiểu không? Vâng, em hiểu ạ. Dạ. Bởi vì đến bây giờ thì chị không muốn mình là cây cột chẳng ai dựa nữa. Dạ. Dạ rồi, em hiểu vấn đề. Dạ. Chị ơi, thì hôm nay là cái buổi giao lưu làm quen ấy, xong bọn em sẽ tìm cái người mà phù hợp ấy. Xong đến cái thời điểm chị về nhá. Thì chương trình sẽ gọi điện thoại lại cho chị để thông báo cho chị. Nếu mà Ok. đây lại chị ha. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị Hương. Rồi, cảm ơn em nhé.